Xin nồng nhiệt và chào mừng toàn thể quý vị đến tham dự buổi lễ khai trương thương hiệu đồ gia cao cấp Đại Dương chi nhánh Hà Nội ngày hôm nay. Lời đầu tiên, cho phép Trịnh Dương thay mặt ban tổ chức và những người thực hiện chương trình gửi tới toàn thể quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào nồng nhiệt nhất. Chúng tôi hy vọng buổi lễ ngày hôm nay sẽ chính thức đánh dấu sự ra mắt của thương hiệu đồ gia cao cấp Đại Dương tại thành phố Hà Nội và hứa hẹn sẽ mang tới cho quý vị những sản phẩm đồ gia cao cấp nhất, đáp ứng được nhu cầu của toàn thể quý vị khách hàng. Kính thưa quý vị, đến dự buổi lễ khai trương ngày hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Trịnh Ngọc Dương, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đại Dương, bà Nguyễn Thu Trang, Cố vấn thương hiệu. Xin được giới thiệu bà Nguyễn Khánh Huyền, Giám đốc chi nhánh Hà Nội. Và trên hết, chúng tôi vô cùng vinh hạnh chào đón toàn thể quý vị khách quý đã có mặt tại sự kiện để ủng hộ chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý vị, đồ gia Đại Dương là thương hiệu thời trang cao cấp chuyên sản xuất phụ kiện da thật cho nam nữ như giày dép, ví, thắt lưng và túi sách, được biết đến là một thương hiệu nhà sản xuất đồ gia cho các thương hiệu lớn trên toàn thế giới. Các sản phẩm của Đại Dương đã và đang xuất hiện tại nhiều quốc gia trên thế giới dưới các nhãn mác của tên tuổi nổi tiếng trong làng thời trang. Đại Dương mang đến những phụ kiện giày dép, ví thắt lưng cao cấp nhất như da bò, da cá sấu, da đà điểu và các nguyên phụ kiện như keo chỉ nhập khẩu từ chính các đối tác lớn trên thế giới. Chính vì thế, mỗi thiết kế đều đạt được độ hoàn hảo về chất lượng và kiểu dáng. Đại Dương nhận thấy Hà Nội là một thị trường vô cùng tiềm năng và những người dân thân thiện, dễ gần, có gu thẩm mỹ cao. Sau một thời gian khảo sát và lựa chọn đối tác, Đại Dương quyết định mở đại lý độc quyền tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội với mục đích mang đến cho người dân thủ đô những phụ kiện da cao cấp nhất và chất lượng nhất. Sự ra đời của Đại Dương Hà Nội là sứ mệnh tiên phong trong việc khẳng định thương hiệu và giá trị sản phẩm của Đại Dương trước đối tác và khách hàng trên cả nước. Ngay sau đây, chúng tôi xin trân trọng kính mời bà Nguyễn Thu Trang, cố vấn đại diện cho thương hiệu đồ gia cao cấp Đại Dương sẽ lên có đôi lời phát biểu khai mạc chương trình. Xin trân trọng kính mời bà.